mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bé Duy Cơ Bắp và Cuộc Sống Tệ Nhạc ở quận 7. Thì sắp tới Duy sẽ làm một đồ án tốt nghiệp là một bộ phim ngắn drama Thái Lan, và trong phim đó sẽ có một chị là diễn viên chính, đó chính là chị Hoa Hậu Đỗ Nhật Hà. Thì đây là một cái đồ án rất là tâm huyết của Duy và của cả team Duy. Thì trong vlog này mình sẽ quay lại hậu trường của phim đó sẽ như thế nào cho mọi người hiểu. Ok, thì không nói nhiều nữa, để tí nữa gặp mọi người thì mọi người sẽ tự hình dung ra cho dễ hơn. Tụi mình đã đến được rồi và xe chuẩn bị khởi hành. Thì đây ekip đoàn phim. Hello guys. Hi. Mọi người ơi, chưa ăn sáng nữa, chưa ngủ hả? Hello. Diễn viên là phải ngồi dưới đất, mình phải lường vừa phải thôi. Ok, thì bây giờ đang đợi để chuẩn bị mà lên xe nha mọi người. Tại vì bây giờ cũng tầm 4:10 rồi. Thì theo dự tính là khoảng tầm 10 phút nữa thì xe kẻ cất cánh. Xe kẻ sẽ lăn bánh để mà tính Củ Chi. Rung quá. Đã lên xe rồi. Đang nếu bạn hồn để check lại kịch bản. Đây. Gửi nhẹ tấm hình con kia tí. Hello. Tội nghiệp cô gái đứng ngay ngã tư nha mọi người. Xe tới không thấy, chạy lại nguyên một đoạn luôn. Hello. So. Location chính cho cái bối cảnh đợt này ở một cái đường rất yên tĩnh của Củ Chi, và bây giờ là 5:30 sáng thôi, chưa có 6 giờ nữa. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ nói lại một lần nữa về cái location này, cũng giống như là mình sẽ house tour nhỏ với căn nhà mà bọn mình chọn để làm bối cảnh chính nha. Đây, đầu tiên thì bối cảnh căn nhà này theo một cái hướng kiểu hơi nhà giàu một chút nha mọi người, tại vì bối cảnh này của mình, cái tính cách nhân vật và những cái nhân vật trong đây là phải trong một cái lối sống là nhà giàu. Và đây mọi người, các anh bên ekip đoàn phim đang chuẩn bị để máy, cất máy để có thể sử dụng, thì lâu là sử dụng liền. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bậc thềm tam cấp, và cái bậc này thì hầu như là những căn nhà mà nhà giàu giàu một chút sẽ có nha mọi người. Đây, nhìn không gian phòng khách nè. Đây là bối cảnh mà bà mẹ dẫn một cô gái về để đẻ thuê cho con trai mình. Và đây chính là những cái góc cảnh có thể dậy xảy ra drama. No spoil, nhưng mà phải nói trước sơ sơ thôi, là góc cảnh xảy ra drama giữa hai cô gái. Bối cảnh nhà bếp nha mọi người. Đây. Đó, và lên đây chúng ta có một cái hồ thang phun trắng. Đây, nhìn lên nha mọi người. Nó sẽ có một cái bức tranh gọi là bức tranh phục hưng hả? Đây, bức tranh phục hưng hả? Một cô gái đang khắc khe cho diễn viên và trang phục diễn viên. Hello. Và trong đây là phòng diễn viên, nhưng mà mình không tiện đi vào tại vì mọi người đang chuẩn bị để mà get ready. Đây là tầng 1 của căn nhà, có một cái ghế. Wow, nhà đẹp nha mọi người. Đó, hồi nãy mình đã lên đó cho mọi người xem rồi đó. Đây. Ok, và bây giờ thì chắc là mình cũng không có nhiều thời gian để mà có thể room tour kỹ đâu. Bây giờ phải đi xuống để có thể bàn lại short list đường dây kịch bản, cũng giống như là bàn cảnh nào quay trước quay sau, tại vì bây giờ 6:00 đúng không, ít nhất phải 7:30 là bấm máy thôi. Rồi mình. Ok mọi người, lúc này thì khoảng tầm 7:00 sáng, thì team Duy đã chia công việc rất là rõ ràng để không làm bị mất thời gian của cả ekip. Ví dụ như sẽ có team sẽ đảm nhận vị trí là đi mua đồ ăn sáng cho cả ekip, sẽ có những bạn sẽ đảm nhận vị trí là take care diễn viên. Và lúc này thì diễn viên đang trong thời điểm sẽ make up, làm tóc, nghỉ ngơi, ăn uống, để tầm 1 tiếng nữa là 8:00 sẽ bắt đầu on set cảnh đầu tiên. Thì đợt này Duy đảm nhận vị trí là DOP, gọi nôm na dễ hiểu hơn là đạo diễn phim, đạo diễn hình ảnh cho phim. Thì bắt buộc mình phải ngồi xuống để mà nói chuyện rõ ràng hơn với admin, với bạn leader của trong team Duy, để chia những cái bố cục, cũng giống như là chia những short list, những timeline làm sao để quay có thể tiết kiệm thời gian nhất và đỡ phải tốn thời gian để vận chuyển tất cả những cái máy móc như là lên xuống này nọ. Và lúc này thì bọn mình đang làm việc khá là căng thẳng nhưng rất là nôn nao nha mọi người.
Sau khi mà bàn xong timeline để biết cảnh nào quay trước, cảnh nào quay sau, thì bọn mình bắt đầu đứng dậy để có thể tính được những đường đi của diễn viên và các góc máy follow theo. Thì lúc này mình đang nói chuyện với anh quay phim chính để trao đổi với anh, để cho anh hiểu rõ hơn được rằng bọn mình muốn quay những góc nào để đặt tả khuôn mặt của diễn viên ra sao. Và đây là một cái cảnh gọi là một cảnh mình đang mi lại lời thoại, cũng giống như phát triển thêm về góc máy đường dây cho diễn viên để mọi người có thể hiểu rõ và nắm bắt rõ. Thì mọi người tin không, trong những lúc này thì bọn mình đã có một chút gây lộn xảy ra nha mọi người. Tại vì mọi người biết là trong những cái thời khắc căng thẳng thì ai cũng muốn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu hết. Và bởi vì đó cho nên bọn mình đã có một chút gây lộn, nhưng ok không sao. Và sau khi bàn về bối cảnh phòng khách thì bọn mình đã vào bếp để bàn luôn cho những cái set quay tiếp theo để không bị mất thời gian đó mọi người, để bấm máy là vào luôn. Rồi tiếp theo là ngoài sân vườn, thì bởi vì căn nhà này có rất là nhiều bối cảnh để bọn mình có thể khai thác, và bọn mình lấy cái này là điểm mạnh để bất kỳ cảnh nào cũng có thể quay được. Và lúc này thì bọn mình đang ngồi để bàn lại những kịch bản cụ thể hơn, chi tiết hơn. Và thật sự rất căng thẳng mọi người ơi, cho nên mọi người hãy nhớ bấm vào phim để xem, để có thể ủng hộ bọn mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ôi không được rồi, cho tới bữa nay chỉ có gót coi. Giới thiệu cho mọi người, đây là top 6 Miss International Queen. Còn mình thì Miss Su Tết cho mọi người, mình cao 1m64 yếu. Em á hậu mấy? Dạ. Em á hậu mấy? Em đáng lẽ là á hậu 1 mà do là hoa hậu bị cái vụ gì mà mới đây, cái vụ gì mà khai gian tuổi á. Nên em lên hoa hậu nha chị nha. Đó, ok rồi, bây giờ thì chuẩn bị mọi người đã get ready rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ xuống để có thể on set và quay cái set đầu tiên, cũng là cái set mà chuẩn bị nổ ra drama nha. Đây, còn đây là cô bé mà gọi là tiểu tam hả em? Sơn màu đậm đậm lên nha. Ok, đi chị. Hôm nay á, cái cảnh đầu tiên quay sẽ là cái cảnh mà chị Vi bị gì ta? Chị Vi bị gì ta? Bị dằn mặt đập đầu. Bị dằn mặt, bị đập đầu để chị bị nhai đầu cái gì đó. Đấy. Ok. Ôm quên về. 3 2 1 action. Thẳng quá mất công. Anh đang nói chuyện. Giữ lộn chị Vi có vẻ không thích lắm. Ừ, vậy đi. Xong rồi cái Vi phải có một việc nữa, lúc này phải cho Vi lấy hơi một hai nhịp, rồi Vi hay đứng dậy lấy nước, mày hiểu không? Đúng rồi, phải làm vậy. Rất luôn. Không có gì. Tại chị Vi mà chị Vi biển không được, mình vô mình diễn nghe Vi luôn nha mọi người, không phải Quỳnh không không. Thiệt luôn, không thấy có cái con Quỳnh xéo sắc như con này. Illy cartoon. Ok. Không chưa? Vấn đề là bọn mình đã quay được một hai cảnh đầu tiên rồi, nhưng mà chợt quên là quên cúng máy. Cho nên bây giờ phải ra để cả đoàn cúng và sau đó thì mới có thể vào quay tiếp. Cái máy này cúng gì bà nội? Vô. Rồi, đứng theo chiều cao nha. Cúng mà quá trời ngang lạ quá hả? Mày nhìn tao đủ ma mị chứ nè, mày nhìn tao đủ ma mị chứ nè. Đây nha mọi người, hồi nãy là set trước đó là chị Hà mặc đồ khác nha. Còn set này là âu phía xuống cúng đoàn nha. Trời ơi trời. Chết rồi, em quên thay đồ. Em mặc đồ này sáng giờ rồi. Bà bận từ sáng tới cái đồ này là đồ sân bay. Đồ đi sân bay. Thế lại phải là... Mà sao thì đang quốc bê này. Em không biết. Trời ơi. Không, sẽ lấy cái mền quốc mọi người ơi. Con giả nha mọi người, đứa con mà coi nè. Con của chị đó hả? Con của chị, này thử giọng con không? Để coi hộp. Được không chị? Ok chị. Trời đất ơi trời. Không, chị phải để lon city đằng trước nữa. Ê. Chị phải để cái lon city đằng... Diễn viên vai Quỳnh. Hello em. Hello. Em cảm nhận thế nào khi mà giật chồng người ta? Em sợ ra đồ bị đánh. Tại sao lúc đó con không tới? Rồi. Đó, rồi. Xuất sắc. Hello em. Hello em, Vân Trang. Ủa bảy, em. Xuất sắc đẹp ha. Rồi nè, nhìn cảnh Vi nè, thấy chưa?
xuất sắc vậy trời. Xuất sắc vậy trời. Ôi, mọi người ơi, quá mệt rồi. Bây giờ đã là 11 giờ trưa và xong được 1, 2, tầm 3 set. Vẫn còn rất nhiều cho mọi người. Mệt quá. Và mọi người đang chuẩn bị để vào set tiếp theo. Hello anh. Hello, hello các bạn. Hello các bạn. Hello. Hello. Quá mệt. Hello bà bầu. Bà bầu. Em có thể diễn tả sơ về cái cách hóa trang bà bầu ngày hôm nay được không? Như thế nào? Bí mật. Thôi nói nghe coi, nói nghe. Cái gì trong đây vậy? Cho anh gõ xíu nha. Cho anh gõ cái. Cho anh gõ một cái thôi, cho anh gõ một cái thôi. Sao lại gõ đâu, cúng đâu nói vậy? Trời, anh nghe cướp cướp trong đây nha. Cái bầu rất nhọn nha. Mọi người nhìn nè. Rồi bây giờ đi thử một cái dáng mà có bầu coi. Nhọn quá vậy ta. Nhọn lại trai mà, nhọn lại trai cũng nhọn. Rồi cúng từ thôi nha, bà bầu. Thật là với cái đường dây này không biết như thế nào luôn. Mọi người muốn như thế nào là diễn ra luôn. Mình lại là các bạn á, cứ ý nghĩa thôi, còn phải như thế nào cũng được. Sao? Nhưng mà cứ diễn tự do. Đúng không? Bạn cứ tại lại là cứ kiểu như mà chỉ còn một mấu chốt, một nhà đạo hay là đường định quạt là được rồi. Cái gì này hả? Chính xác. Ừ. Bay nó xa này. Ai là đường định quạt này? Đây chắc có lẽ là một trong những phân đoạn khó nhất, một cảnh quay khó nhất của phim. Và bởi vì cảnh quay này là sẽ thấy tất cả mọi thứ, cho nên ekip bọn mình phải dồn hết vào trong bếp để chuối ao hết luôn. Ao luôn lên xe đi về Sài Gòn luôn. Đó, chị ơi, cố lên chị. Beast, Beast Idol. Quá bị gì hả? Dạ tạm được thôi. Nói tụi biết tí dọc con quay quay. Đi đi. Nước mắt rơi hết nha mọi người. Okay, okay. Đây là cảnh khó nhất trong phim luôn nha. Đó. Và khi mà quay xong cảnh này lại vừa đút đang ăn cơm nha mọi người. Wow. Nhìn nè. Xuất sắc luôn. Hello em. Hãy cho một xíu cảm xúc khi mà diễn xong một cảnh khó nhất trong phim. Mày cố gắng lắm chị Hằng, bởi vì vừa muốn mình ở trong nhân vật đó, mình phải gặp cái trường hợp đó, suy nghĩ như thế nào. Rồi một phần nữa là cũng muốn giúp chị lên cảm xúc để hai người có thể phối hợp tốt hơn. Chị cho một xíu gọi là cảm nghĩ như bây giờ là gì ạ? Hồi đói ạ. thì là đó thôi, cứ đợi lên phim mà coi. Nhưng mà cũng cảm ơn bé Quỳnh diễn chung với Hà, tại vì cũng nhờ bé đẩy cảm xúc của mình rất là nhiều, nên là mình hoàn thành cái cảnh quay này khá là tốt. Trong phim là tình địch. Nhưng mà ở ngoài cũng yêu thương nhau lắm. Rồi, nói chung thì mọi người hãy nhớ bấm vào clip, tại vì chắc chắn clip này sẽ lên sau khi clip phim ra, thì mọi người nhớ bấm vào clip để mà xem cảnh nó là cảnh gì. Yes, yeah, quay vào một cái nè. Yeah, yeah. Yes. Con bé này nói gì trong bếp nguyên một hộp kìa, làm tao nhìn lên liền mày. Đây mọi người ơi, đây là cơm gia đình nha. Ơi cơm đoàn ăn vậy là hơi bị ngon rồi nha. Em ơi, cố gắng giữ bầu cho kỹ nha em, còn cái cảnh sau nha bé. Cố lên. Còn cảnh bầu nữa hả? Dạ, còn một cảnh bầu. Ơi, còn một cảnh bầu mà xô xát luôn á chị. Cảnh này mới là đẩy nè. Đẩy chứ không có khóc. Không đẩy thôi. Mà nó tự giả bộ bé. Ừ. Rồi là vậy đó. Thôi, ăn thôi nha. Ok mọi người, và sau khi ăn trưa xong thì bọn mình đã bắt tay vào làm việc tiếp. Thì tiếp tục công việc của mình là hướng dẫn đường đi của diễn viên và đường dây của các góc máy. Thì nếu mọi người đã xem phim rồi thì mọi người sẽ biết đây là phân đoạn nào rồi đúng không? Đây là một cái đoạn khá là nóng nha mọi người, nóng từ nghĩa đen đến nghĩa bóng nha. Tại vì lúc này là trên nóc nhà trên đây đang rất nóng nha mọi người. Thật sự để mà làm việc với mình là một con người khá là khó chịu, cho nên bất kỳ một góc máy nào thì mình cũng phải đòi quay đến tận 5-7 góc. Thì bởi vậy lúc sau mới có lý do là bọn mình đã bị do ao đàn trễ, tại vì do mình quá đòi quay quá nhiều góc nha mọi người. Và thật sự thì sau phim này xong, mình đang suy nghĩ là mình có nên đi theo con đường diễn viên không nha mọi người. Tại vì thật sự diễn viên là một cái niềm ao ước của mình từ ngày xưa luôn á. Đây mọi người, bối cảnh tiếp theo là bối cảnh mà có con nha mọi người. Đây, đến đây này là chị Hạ Vi ôm con nha. Trời, cam, coi, cam, coi. Cắm con coi. Đây con, qua đây. Khúc này, vô trong nè, vô trong. Nè, chị ơi, đỡ đầu em nha. Trời ơi, đó là mẹ con mấy cốc vậy. Trời ơi. Cái đầu nó mà bạn kẹp cái cổ. Nè, đỡ đầu này quen. Đúng rồi đó. Đó, đúng rồi, từ từ nha. Luôn, từ từ. Đó, rồi đi con.
Rồi, chuẩn bị on set em bé nha. Xuất sắc luôn. Ê, mà sao con có nó bận quá vậy ta? Em không biết lấy quốc bê làm gì luôn á. Để ngoài. Chị hoài điểm quá, cái đó người ta làm cực lắm á chị. Làm khăn tắm của mình cho mọi người chút nữa mình sẽ unbox xem cho một cái vali của mình đi quay như thế nào. Rồi chị hỏi em đi. Em đang top 5, em đang top 5 đang trong interview ứng xử, chị hỏi đi nè. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến tất cả quan khách và đặc biệt là những khán giả đã xem em quay màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất. Thì thật sự ra đối với em á, em chỉ biết ở thời điểm hiện tại thì em sẽ cố gắng hết sức mình, em sẽ dành một chút gọi là tiếng nói nhỏ bé của mình để giúp ích cho cộng đồng. Và em nghĩ khi mà chúng ta đã là người của công chúng, và đặc biệt là khi chúng ta mang trên mình trọng trách, em không nói là trọng trách giết Vương Miện nha, em chỉ đứng ở đây và nói là trọng trách của một người mang tiếng nói đến cho cộng đồng, thì thực sự em xin phép bỏ ngoài tai những lời nói không tốt về bản thân mình. Tại vì em nghĩ khoảng thời gian con người á, mỗi người chỉ còn 24 giờ để sống thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta dành thời gian để mà có thể so đo hoặc là nhìn những cái lời tiêu cực á, thì chúng ta sẽ không còn thời gian để giúp ích hoặc là kêu gọi những điều tốt đẹp. Và em đứng ở đây với cương vị là top 5 Hoa hậu của Việt Nam năm 2021, thì em muốn dành một chút sức lực của mình để kêu gọi đến những trẻ em bị xâm hại tình dục, bị chất độc của kiểu gì ta, bị xâm hại tình dục. Và em là một người hoa hậu có trái tim ấm áp, em tự tin là như vậy ạ. Em xin hết. Dạ, thật sự thì đó. Dạ, nếu nha, tại vì á, đối với em thì bản thân là một top 5 hoa hậu Việt Nam năm 2021. Thì người ta thường nói là may từng nào gặp may từng đó. Thì khi mà em đã trao dồi như thế này, tuy là bây giờ em chưa có người yêu, em chưa có bạn trai, nhưng mà nếu em được lựa chọn thì xin phép hỏi ở đây, đặc biệt là cô gái, có ai muốn bạn trai mình là một người thất bại không ạ? Không. Có ai muốn bạn trai mình là một người thành công và thông minh không ạ? Vâng. Và đấy cũng chính là câu trả lời. Và nếu có tin đồn đó thì em nghĩ nó sẽ thiết thực, nhưng ở mặt nào đó nếu em có nhiều điều kiện hơn trong cuộc sống thì em sẽ giúp ích cho các em nhỏ vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Bởi vì em muốn góp tiếng nói nhỏ bé của mình top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2021. Em xin hết. Dạ, em không có mua giải à. Dạ. Ê, sao mặt em đơ quá ta. Mặt em đơ quá ta. Dạ, em xin hết. Ủa, hết hoa hậu rồi hả? Hết hoa hậu rồi, dẹp như hết hoa hậu rồi. Em gạo hỏi chặt quá. Em nghĩ là mình vô quay luôn được rồi đó. Diễn viên đã mệt rồi, quay liền đi. Ừ, tính ra mạnh thôi, ta không nghĩ là mình sẽ thức đến giờ này á. Mình đã làm việc 10 tiếng đồng hồ rồi, 10 tiếng hơn rồi, chuẩn bị 11 tiếng rồi. Mừng quá hay gì? Chị đang tỉa cây. Sao mà cái... Ý lý. Biết là Ý lý, Ý cà tuôn. Bóp gì? Mẹ bóp cổ vậy mà, Ý lý. Mày đạp tôi đi, mày đạp tôi đi, tôi bán nhà bán xe không đủ đền cái máy, mày đạp tôi đi. Tôi gom tiền dữ lắm, được mua cái máy quay vlog đó, mày đạp tôi đi. Này, tao cũng nhà con Quỳnh này, chứ bộ giờ mày tán tôi đi. Giả bộ mày đánh tao đi. Tao nhẹ hơn mẹ đi, tao đỡ má. Mày vừa giữ vô, mũi tao mũi sữa đó, mày vô ơi đi. Một, hai. Ê, hút ra em á. Làm lại hiểu không, sao mày gửi mày hút tao ra, hiểu không? Anh đã anh đã đang đau, anh đang chạy nó. Anh đã đang đau, hôm nay em hơi bị đau lưng nha. Đó. Nó là hồi hồ của 2021. Top 5 thôi, top 5 hồ của năm 2021. Nè mày có tui nè. Ví dụ nè. Nguyễn Khánh Duy, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Ok, anh chắc rồi. Xuống đó, xuống. Vô cái trách nhiệm
gì nữa? Tao mới diễn rồi nhưng mà diễn lại được. Thổi rồi, người ta hỏi nãy giờ, tao làm nãy giờ rồi, đợi mày xuống. Làm như chưa ra, tao hỏi lúc mày chưa xuống rồi, mới bên lóc coi. Ừ, giờ bận cái này cái. 2, 3 diễn. Và nếu mọi người đã từng xem phim thì mọi người sẽ biết đây là phân cảnh cuối cùng của phim. Là phân cảnh có thể nói là giải quyết mọi thắc mắc, cũng giống như là những cú twist ở trong phim. Thì tất nhiên phân cảnh này spotlight sẽ thuộc về vai Hạ Vi. Và ở đây thì mình muốn tâm sự một chút là ekip bọn mình đã có một sự sai sót rất là nặng. Đó chính là đáng lẽ phân cảnh này tụi mình nên quay vào buổi tối để nhường những phân cảnh có ánh nắng để quay vào buổi sáng như là hiện tại nè. Nhưng mà tụi mình đã có một sự tính toán hơi sai một chút. Và bởi vì sự tính toán thiếu sót này của bọn mình nên bọn mình đã bị ao đàn trễ, đã bị trễ hơn và ảnh hưởng hơn ánh sáng của những sụt quay phía sau. Ok, để tí nữa xem hết clip thì mọi người sẽ hiểu. Còn bây giờ thì chúng ta phải bắt đầu vào phân cảnh giả nhất cho mọi người. Một đứa em bé rất là giả nha mọi người ơi. À, và bật mí cho mọi người xem luôn nha, cái khăn tắm mà quấn bé em bé là khăn tắm của mình nha mọi người. Còn em bé là con búp bê hồi đầu clip nha mọi người ơi. Tiếp theo là một phân cảnh nó có đầy cả bầu trời drama và cũng không thiếu cái sự giả tạo cho mọi người. Và giả tạo đầu tiên đến từ biểu cảm của con Quỳnh. Và giả tạo thứ hai là cái bụng bầu nha mọi người. Thật sự là trên đời không có cái bụng bầu nào mà nó nhọn, mà nó bự, mà nó cứng như cái bụng bầu đó. Mọi người có tin đó là lúc mà té xuống là mình thật sự mình sợ cái bụng bầu nó rớt ra. Đó, và ở lúc này ekip bọn mình thật sự rất là căng thẳng và rất là áp lực. Tại vì cũng đã là 4:30 chiều rồi, nắng sắp tắt rồi, nhưng mà đằng sau cảnh này thì bọn mình lại còn rất nhiều cảnh cần ánh sáng mặt trời. Cho nên lúc này kiểu ekip bọn mình không muốn nói chuyện với nhau luôn á mọi người. Chỉ muốn tập trung để mà làm việc thật nhiều. Và ngoài cái lý do về thời gian ra thì bọn mình còn có cái áp lực lớn. Đấy chính là bọn mình đang quay ngoại cảnh thì mọi người thấy đằng sau có một anh áo đen cầm cái mic dơ cao lên không. Thì bởi vì là dơ mic cao mà nó gặp ở ngoài đường thì tạp âm nó sẽ có rất là nhiều tiếng xe cộ. Thì bởi vậy mình phải đứng ở vị trí là check tiếng, check mic. Thì thật sự là phải cố giữ lắm rồi đó mọi người, thì âm thanh nó mới có thể gọi là ổn áp đến cho mọi người xem. Và nói chung lúc này rất stress mọi người. A few minutes later. Chết cha. Chết cha. Ủa, nên đem nó hồi nào vậy? Quá, nhanh theo quá. Nãy em ra để xây ức cái cảnh của mày á. Chết cha. Nó mưa quá mọi người. Mưa quá mọi người. Mưa quá mọi người ơi. Mà nó rảnh, mới cùng mọi người dọn đồ đi. Trời ơi. Căng gì mà căng dữ vậy trời. Rồi cái sình tiếp theo nha mọi người. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao vậy? Mấy người bắt đầu vô. Xuất sắc. Phải cởi quần luôn, cái này cởi quần luôn á. Đi hả bác? Người ta thích mền thôi. Tao thích. Chuẩn bị một trong những set, một trong cảnh nóng nhất. Và thật sự là không biết vì sao mà lúc này ekip mình rất là nhốn nháo nha mọi người. Kiểu của những cảnh trước á, có những cảnh rất là khó, cần thoại nhiều mà máy máy chỗ mất tiêu. Còn cảnh này, thật sự cảnh này là một cảnh khá dễ và không cần thoại nhiều. Mà nghĩ làm sao ekip 12 người nó dồn lên. Thì mọi người biết lý do là gì rồi đó. Bởi vì đây là cảnh nóng nha mọi người. Và 10 điểm cho body của nam chính và cả nữ chính nha mọi người. Thật sự nhìn rất đẹp. Và hai em đấy sinh năm 2000 nha mọi người. Và thật sự là hai diễn viên rất tiềm năng. Và mọi người thấy không, thật sự là ekip mình là một ekip rất nhốn nháo. Lúc này mình đang muốn tập đường dây cho chị Hà đi mà cũng không tập trung được tại vì máy máy cứ rừng lên. Sợ thiệt sự, ekip toàn là thứ mê trai mê gái không mà mọi người ơi. Xong, 1, 2, 3, đi. Cười một cái rồi đi. Không có khóc buồn không, hay nghe ra lên khóc được hay không? Chị mà khóc được cảnh này á, xong chị cười á, nó mới hay. Chị khóc xong chị kẹt quá, chị cười, chị cố gắng khóc được gì đi. Em đừng để ý chị. Mười giờ trên nỗi đau nhau. Chị hát bài đó cho em. Chị hát một bài đó xong là ao luôn, hết phim luôn, em bị cây nhạc chị luôn đó. Ok, Duyên chuẩn bị nha. Máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Mọi người ơi. Rồi. Lôi vô luôn. Chị ấy tên gì quên rồi bà. Bà tên gì quên tên. Tên ta chị Hà. Diễn cái da về thấy chồng mình nằm dưới bồ nhí mà trời mưa. Trời mưa tầm tầm.
Đó, chị ơi. Chị ơi. Nhìn nè mọi người ơi, nhìn nè. Đó. Thì bố nó mắt cao nha mọi người, đây đang trong công đoạn hóa trang make up để vào cái vai nặng ký. Cẩn thận nha, ngồi ra bóng méng vậy. Không, mặt em thì hết méng rồi chị nhá. Mặt em thì méng không nổi đâu chị nhá. Trời má, tao không cho dai rồi, đi năn nỉ xin cho da cam meo mà ngồi nói như mình nó nghe chín bằng chờ. Cái gì? Da cam em không có dai tao đi làm gì có vụ này. Không, đánh nó cái màu của chị. Đây mọi người, mà không chơi lại em bì nha mọi người, em bì là cắn mi chồm nha. Oh no, ơi, cái mi của mình nó bẩm sinh là nó như tổng vậy. Tổng nha. Là mày có thật sự tự tin với cái gì diễn hay không vậy? Thật nếu mà bây giờ chưa diễn thì mình còn khả năng để cái lúc mà người. Tao nhận cái vai diễn mà tao nhận có được cái lời mời á là tao đã suy nghĩ rất là nhiều, tại vì tao sợ tao thể hiện không đủ tốt cái vai này. Mà kiểu là thôi mình yêu nghề mà. Ok mọi người, chắc là bây giờ mình sẽ nói sơ về hai cái vai cameo này ha. Thì thật sự ra lúc đầu á, mình không định mình với Nguyên sẽ đóng đâu, tại vì tụi mình đứng ở vai trò sản xuất thì nó sẽ an tâm hơn cho bộ phim. Nhưng mà khi trình bày kịch bản cho thầy mình á, thì thầy mình bảo rằng nếu clip mà up kênh của mình thì mình nên làm một vai cameo trong đó. Thì lúc đó mình nghĩ nếu mà vai cameo mà có Khánh Duy mà không có Tú Nguyên thì lại mất vui, cho nên thì mới sinh ra hai cái vai cameo này. Thứ nhất, thứ hai nữa là trên YouTube các bạn follower hay bảo mình là thầy bùa, cho nên thì mình nghĩ đây thực sự là một cái vai phù hợp cho thầy bùa bé Duy và thầy bùa bé Ho Ho nha mọi người. Và bật mí một xíu cho mọi người biết rõ luôn là mọi người có coi phim rồi thì cái đoạn thầy bói lại là cái đoạn bị fail, cái đoạn bị lỗi, fail từ cái lúc mà bị ngã nè đến cái khúc mà bị xì cười. Thật sự là bọn mình đã có quay một cái sụt hoàn chỉnh hơn, nhưng mà khi về dựng lại á thì bọn mình đã thấy là cái sụt đầu tiên, cái sụt mà fail á, nó lại ấn tượng hơn. Thì tụi mình đã suy nghĩ rất trằn trọc và quyết định là up luôn cái sụt hư. Nhưng mà không ngờ cái sụt thầy bói lại là cái sụt được mọi người quan tâm, và thậm chí là còn quan tâm hơn cả những cái phân đoạn drama của nữ diễn viên nha mọi người ơi. Và mọi người có thật sự thấy hai cái vai diễn này nặng ký không mọi người? Đến tận bây giờ khi mà quay phim xong cả tuần lễ rồi mà kể cả Duy và Nguyên vẫn còn phải nhập tâm vô nhân vật với hai cái vai diễn này. Trời, thật sự nó quá nặng ký luôn mọi người. Cái vai này là vai tâm lý, lâm ly, bi đát, xã hội đen, tình cảm, đam mỹ. Nói chung là nó rất nhiều thể loại trong cái vai thầy bùa bé O và thầy bùa bé Duy này. Và một lần nữa mình và Tú Nguyên thật sự cảm ơn mọi người. Và mọi người nghĩ phần 2 thì Duy và Nguyên có nên đóng vai chính không ta? Được không ta? Ok hả? Rồi mọi người ơi, cảnh tiếp theo là cảnh được hiếp dâm nha. Quỳnh ơi, sướng luôn mẹ, đi hiếp đại nguyên cảnh nguyên ngày em á. Ê, hiếp dâm nè mọi người, xuất sắc luôn mọi người. Bánh chén nè ha, đi lại đi má, đi hiếp dâm mọi người, đi hiếp dâm nè, đi hiếp dâm nhanh lên, đi hiếp dâm. Trời ơi, người ta không có nhậu bên kia, ta nhìn qua quá trời luôn á má. Ủa vậy hả? Đi hiếp dâm, đi hiếp dâm, đáp lên thường rồi đó. Vô hiếp dâm vô đây nè, hiếp dâm vô đây nè. Được không? Người ta cho. Cố gắng đợi phim sau. Em cho chị dây hiếp dâm trong đây. Sao? Không được luôn hả? Sao vậy? Chị khoái người dân local địa phương không? Đúng rồi, chứ local Củ Chi nha chị. Còn không thì Tây Ninh thì là chỗ xuất sắc luôn. Chị về mua muối ăn đã luôn. Yeah, mọi người ơi, xong cảnh hiếp dâm rồi. Thì sao Quỳnh? Em cảm thấy như thế nào em? Muốn diễn lại không? Anh thấy là em đang cố tình nha. Đây nha mọi người, cô gái đang cố tình diễn lại nha mọi người. Nam chính đó mọi người, nam chính đè em xuống mà cứ tụt lét á mọi người. Em không hiếp mà cứ tụt lét. Có phước không hưởng đâu. Tụi anh muốn có cái phước đó mà ba đời không được. Đây, nguyên cái ekip hiếp dâm nha mọi người. One shot, cảnh của
Và thế là chúng ta đã đến phân cảnh cuối cùng rồi mọi người. Nhưng mà nếu bạn đã từng xem phim thì mọi người sẽ nhận ra phân cảnh cuối cùng này lại là một trong những phân cảnh đầu của phim. Thì cái khó nhất của ekip mình á, là phải set đèn làm sao để trong bếp nó thật sự là giống buổi sáng, mặc dù bây giờ đang là 11 giờ đêm rồi nha mọi người. Và thật sự mình phải xin lỗi chị Hà và cả Quỳnh luôn, là tại vì đã bào sức nghệ sĩ nhiều quá. Thật sự lúc này thì hai diễn viên chính đang rất là mệt nha mọi người. Và cũng dễ hiểu thôi, tại vì bây giờ cũng đã đêm rồi thì ai cũng đã quá mệt mỏi rồi, mà lại quay một cái cảnh khá là nhiều thoại và cần nhiều cái biểu cảm như vậy. Thì thật sự là cảm ơn hai nữ diễn viên của chúng ta rất là nhiều. Và lúc này thì mình đang mi lại lời thoại cũng giống như là đường dây, cách đi cách đứng như thế nào. Và đặc biệt nếu mọi người xem phim thì mọi người sẽ nhận ra là phân đoạn này con Quỳnh nó rất là láo nha mọi người. Và bởi vì đây là một phân đoạn khá là khó cho nên mình phải hướng dẫn thật là kỹ để cho hai diễn viên nắm bắt được tâm lý để diễn một cái thì là ăn luôn, chứ không cần phải quay đi quay lại nhiều lần, tại vì mọi người cũng đã rất là mệt rồi. Và mọi người muốn biết con Quỳnh láo như thế nào thì mọi người hãy bấm qua xem phim nha mọi người. Yes, và cảnh cuối cùng rồi, cố lên. Hầu như là đứng yên hết, bắt cận biểu cảm khuôn mặt. Đâu, muốn năng lượng thôi. Năng lượng, cảnh cuối cùng. Quỳnh, em cảm thấy thế nào với cảnh cuối này? Chắc tràn đầy năng lượng. Chị Phi ơi, cảnh cuối này chỉ phát biểu với em một xíu cảm nghĩ thôi. Còn dư năng lượng lắm mọi người. Ồ, hả? Chị đừng nói lăng rồi. Hả Phi? Cảnh thành công, chúc mừng Quỳnh. Yeah, xong rồi, yeah. Trời ơi, sợ là ai hết rồi. Yeah, quá mệt rồi. Quá mệt mình ơi, xong rồi. Yes, up đây. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Viên, nhận được cái ok em là rất mừng nha. Hey, mọi người ơi, thế là mọi thứ cũng đã xong rồi. Và đây có thể là đồ án cuối cùng của Duy và cả team được làm chung. Tại vì thời gian sắp tới là bọn mình sẽ đi thực tập, sau đó tốt nghiệp và trở thành người lớn đó mọi người. Nhưng mà đối với tình yêu và thù hận á, thì bọn mình có khoảng thời gian 1 tháng cho từ khâu lên ý tưởng, kịch bản phim, ấn định ngày quay và cả hậu kỳ. Duy biết 1 tháng nó không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng mà nó cũng không hẳn là quá ngắn. Cho nên với sản phẩm lần này là Duy tự cảm thấy nó có một chút thiếu sót, một chút sơ suất và không hoàn hảo xảy ra. Nhưng mà mình có thể lấy lý do đây là sản phẩm đầu tay, cho nên rất là mong mọi người có thể thương tình lượng thứ mà bỏ qua cho Duy và cả team nha. Và biết đâu nếu có sản phẩm sắp tới á, thì mọi thứ nó sẽ hoàn hảo hơn và sẽ có một đạo diễn Khánh Duy chẳng hạn. Ok, và tiếp theo thì cho Duy xin gửi lời cảm ơn đến với diễn viên và ekip đoàn phim. Thật sự là mình cảm thấy mình may mắn khi mà chỉ trong 1 ngày casting thôi mà Duy đã tìm được những diễn viên phù hợp với tính cách cũng giống như là tâm lý của nhân vật, qua vai người mẹ nè, vai Vũ nè. Và đặc biệt là phải gửi lời cảm ơn đến với em Quý, tại vì thực sự là em là một người quá tài năng luôn. Mọi người có tin không, là trong lúc casting á, trong cái đoạn cao trào mà em đã đẩy cảm xúc lên được đến mức độ mà mình phải nổi da gà, tại vì em đã khóc. Lúc này là mình cảm thấy mình thật sự ớn và nể phục với lại cái tài năng diễn xuất của em. Và qua đây cho anh xin phép gửi lời xin lỗi đến em, tại vì trong cái lúc mà diễn mà casting cao hứng quá, anh đã đẩy em té và lúc đó em hơi đau đúng không? Ok, tại vì em biết mà mỗi khi mà anh nhập tâm vô anh bạo lực lắm nha em, cho nên gửi lời xin lỗi đến em Quý. Và thông qua đó là cảm ơn tất cả các ekip đoàn phim. Và một người không thể nào không nhắc đến, đấy chính là nữ chính của chúng ta, chị Hoa hậu Đỗ Nhật Hà. Thật sự mọi người biết không, với lần đầu tiên gặp mặt á, là Duy rất là ấn tượng với chị Hà. Tại vì ở ngoài chị vừa đẹp, vừa cao và đặc biệt là cực kỳ thân thiện. Nếu mà mọi người xem tập hậu trường thì mọi người sẽ biết là chị Hà thân thiện cỡ nào rồi đúng không mọi người. Và qua đây thì thật sự là Duy cũng gửi một lời chia sẻ đến với mọi người nha. Là khi mà bọn Duy gửi kịch bản phim cho chị Hà thì chị Hà đọc, sau đó chị Hà trả lời lại một câu là ok em. Thì thật sự là lúc này là ekip bọn Duy như vỡ òa vậy đó mọi người, tại vì mình không ngờ là mình có thể
mời được chị Đỗ Nhật Hà đóng vai chính cho bộ phim lần này. Và tiếp theo thì phải gửi lời đến những người cộng sự, những người bạn của Duy. Tại vì thực sự là chúng ta cũng đã quá chịu đựng nhau rồi đúng không? Gần dẳng hơn một tháng trời, chúng ta đã có những cuộc cãi lộn, cuộc cãi vã, chửi lộn và đôi khi là xém đánh nhau bởi vì một số bất đồng cũng giống như là quan điểm và cái tôi của mọi người. Nhưng ok, không sao, miễn sao sản phẩm này đã đủ cho chúng ta tự hào. Quan trọng là thành phẩm mà đúng không? Và thêm nữa là một nhân vật tuy không liên quan nhưng mà thực sự rất là quan trọng và rất là liên quan nha mọi người, chính là Shadow người anh em. Thank you vì đã cho mượn một cái location mà có thể sử dụng mọi ngóc ngách để quay tất cả các cảnh và hoàn toàn miễn phí, cho nên Shadow người anh em. Rồi thì cuối cùng Duy biết cái đoạn này nó hơi sến một chút, nhưng mà Duy cũng phải nói một lời cảm ơn đến với hai người thầy giảng viên đã hỗ trợ cho Duy và team để có thể hoàn thành được sản phẩm lần này. Đó chính là thầy Lai Minh Khoa và thầy Vũ Ánh Dương. Thật sự là em thay mặt cho team gửi lời cảm ơn đến hai thầy và hy vọng rằng điểm số nó sẽ cao một chút nha hai thầy nha. Ok thì chắc là mình sẽ không nói dài dòng nữa, và lời cảm ơn cuối cùng thì cho phép Duy gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với những bạn đã luôn ủng hộ Duy và cả team cho một khoảng thời gian vừa qua. Và mọi người ơi, quá mệt mỏi rồi, bây giờ thì Duy đi du lịch nha. Bye bye.